cuộc đời này là đi lên chứ không đi xuống, đặc biệt là những người an toàn. Tức là họ có một suy nghĩ là tao làm càng lâu thì lương tao càng tăng. Lương của năm nay phải cao hơn lương năm trước. Ít khi họ chấp nhận đi lùi, ngay kể cả đến cái danh đấy nhá, là cái danh hão thôi, là chức danh là tao chỉ có đi lên chứ tao không đi xuống. Vì vậy đã tăng cho họ làm trưởng phòng và bắt họ về làm nhân viên thì 90% họ bỏ việc và họ tìm một công ty khác mặc dù cũng làm nhân viên. Đó. Thế thì thường là đấy là bản năng của con người. Vậy thì các bước để em làm thì có mấy bước sau. Bước 1, em chia toàn bộ làm cơ cấu phòng ban thì chia các phòng ban ra cho nó rõ nét. Bước 2, tính lương, quỹ lương ấy của từng phòng ban trong cái năm ngoái. Tính các chi phí của phòng ban đấy hoạt động trong năm ngoái. Tính cái hiệu quả mà gán cho cái phòng đấy làm được trong năm ngoái. Như vậy quỹ lương, chi phí vận hành và hiệu quả của từng phòng. Sau đó đến năm nay thì bạn với gì ạ? Khoán cho họ đúng cái quỹ lương đó. Và khi họ làm hiệu quả tăng lên, tức là cái hạn mức quỹ lương, cái phần trăm, cái này tôi giải quyết qua livestream là bạn rất khó hiểu. Bởi vì anh em đi học siêu quản trị 3 ngày mà óc nó nát bét ra nó mới hiểu được cái chuyện này. Cho nên là nghe ở trên này là bạn chỉ nghe mang tính, bạn phải cực kỳ thông minh, bạn nghe bạn mới hiểu. Còn nếu không bạn nghe chỉ nghe mang tính gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi chứ nó cũng không hề dễ. Thế thì sau khi mà bạn ra được toàn bộ cái hạn mức cũ trong năm cũ, thì bây giờ bạn mang cái hạn mức đấy bạn khoán cho người ta. Thì nếu như là cái kết quả doanh thu của năm nay bằng năm ngoái thì xấu nhất là lương của họ bằng năm ngoái. Nhưng nếu mà doanh thu tăng lên 1.2 lần thì lương của họ có cơ hội tăng lên 1.2 lần. Vì vậy bài toán của tôi là bài toán bạn xây dựng được cơ chế khoán. Khoán bao gồm khoán cái gì? Một là khoán lương. Hai, khoán quỹ lương. Hai là khoán cái chi phí vận hành. Và ba là khoán hiệu quả. Vậy thì như vậy là giống như kiểu là bạn xây ngôi nhà cũng vậy. Đầu tiên là bạn khoán cho ông thợ thế mục tiêu của ngôi nhà theo đúng thiết kế. Hai là bạn khoán cho họ tiền nhân công, tức là quỹ lương. Thì như vậy họ làm rất là nhanh. Ba là gì ạ? Khoán tiền vật tư cho họ bằng này tiền. Và bạn đứng ở ngoài bạn nghiệm thu thôi. Thì như vậy cái bài toán đấy với là một ông CEO quản trị đẳng cấp, cũng giống như là bây giờ nếu mà bây giờ bạn nhìn một ông nông dân xây nhà, nó khác với một nhà quản trị xây nhà. Một nhà quản trị xây nhà họ khoán hết, khoán góc độ vật tư chỗ này, khoán nhân công chỗ kia, và có cái khoán kể cả khoán cả một cái đội nghiệm thu, tức là giám sát đấy và nghiệm thu. Họ khoán ba cái đơn vị đấy là xong, và họ làm xong ngôi nhà rất đơn giản. Nhưng bác nông dân thì làm sao ạ? Ngồi làm công nhật xong ngồi thích kè bên cạnh, cứ ngồi thích kè bên cạnh, xong cái chỗ này thừa, chỗ này thiếu, chỗ này lãng phí, chỗ này không hiệu quả. Và như vậy một năm có khi 3 năm mới xây được ngôi nhà, nhưng khoán thì một ngôi nhà có khi chỉ mất độ khoảng 6 tháng là xong. Đấy, thì để như thế thì bạn thấy rằng là trong doanh nghiệp cái cách mô hình khoán nó rất là quan trọng. Và khoán như vậy là lương của nhân viên không thấp xuống, bởi vì hạn mức quỹ lương của năm nay bằng quỹ lương của năm ngoái. Hạn mức chi phí của năm nay bằng năm ngoái thì hạn mức chi phí không giảm. Vì vậy nếu họ muốn lương tăng, họ tăng cái doanh thu lên thì lương của họ tăng. Họ muốn gì ạ? Có phần thưởng trong cái giảm chi phí thì họ gì? Tiêu tiết kiệm thì cái phần tiết kiệm đi là của họ. Cho nên tôi dùng trong cái từ gì ạ? Khoán. Mà trong khi đó là một là khoán theo phòng ban, khoán theo team. Trong mỗi phòng ban, trong team đó khoán quỹ lương, khoán chi phí vận hành và khoán hiệu quả của cái team đó. Cho nên là trong CEO thì tôi đưa ra ba cái bộ điều khiển trong doanh nghiệp để khoán là CCSC, CCSD và CCSP. Cái này bạn hoàn toàn có thể lên mạng bạn gõ thì bạn tìm hiểu thì bạn sẽ biết cái này. Rồi, cảm ơn bạn.